Hôm nay gửi về nhà đón
lòng đoạn di là nhờ công đức tổ tâm chân hương thành. Chúng tôi là thiệt gia đình cùng chung một tâm lòng thành thương mẹ cha cháu giữa sống bình an suốt đời. Nguyện cầu mẹ cha sống bình an ba bố ông mạnh quy thích hộ thì cha chủ hiền bình đời đời hồng thắm tươi, chúc cụ già được sống lâu sống thọ cùng con cháu sang năm lại đón Tết xa, và kính chúc người người sẽ gặp lành Tết sau được nhiều lộc hơn Tết nay. Tết đến đoàn tụ cùng ở bên bếp hồng và nơi bánh trưng xanh chờ xuân đang xa. Áo trắng nơi nơi khắp phố người người đi hái lộc, đẹp xinh đất trời màu áo trắng tung bay cùng muôn ngàn hoa trong tiếng trong xuân. Lòng phụng về đây sum vầy phát lộc tài ở khắp nơi phố phường, một năm mới an khang bình an bên nhau. Mừng Tết đến và lộc đến nhà nhà, cơm mai vàng cành đào hồng thắm tươi, chúc cụ già được sống lâu sống thọ cùng con cháu sang năm lại đón Tết xa, và kính chúc người người sẽ gặp lành Tết sau được nhiều lộc hơn Tết nay. Tết đến đoàn tụ cùng ở bên bếp hồng và nơi bánh trưng xanh chờ xuân đang xa. Người người đi hái lộc, đẹp xinh đất trời màu áo trắng tung bay cùng muôn ngàn hoa trong tiếng trong xuân. Lòng phụng về đây sum vầy phát lộc tài ở khắp nơi phố phường, một năm mới an khang bình an bên nhau. Mừng Tết đến và lộc đến nhà nhà, cơm mai vàng cành đào hồng thắm tươi, chúc cụ già được sống lâu sống thọ cùng con cháu sang năm lại đón Tết xa, và kính chúc người người sẽ gặp lành Tết sau được nhiều lộc hơn Tết nay. Tết đến đoàn tụ cùng ở bên bếp hồng và nơi bánh trưng xanh chờ xuân đang xa. Áo trắng nơi nơi khắp phố người người đi hái lộc, xinh đất trời màu áo trắng tung bay cùng muôn ngàn hoa trong tiếng trong xuân. Lòng phụng về đây sum vầy phát lộc tài ở khắp nơi phố phường, một năm mới an khang bình an bên nhau. Mừng Tết đến và lộc đến nhà nhà, cơm mai vàng cành đào hồng thắm tươi, chúc cụ già được sống lâu sống thọ cùng con cháu sang năm lại đón Tết xa, và kính chúc người người sẽ gặp lành Tết sau được nhiều lộc hơn Tết nay. Đoàn tụ cùng ở bên bếp hồng và nơi bánh trưng xanh chờ xuân đang xa.
xin hát với quý vị với một bài hát Lòng Mẹ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
bà đưa mẹ đến giấc chưa say nồng đêm nay. Mẹ bé mẹ bồng mẹ giúp con bà tiếng lòng yêu lời ru bay bằng cánh diều thật to lặn lội mấy chiều sáng trong lời ru ai đó ngắm trông muốn về quê mẹ mà không
thế gian không ai tốt bằng mẹ. Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Nước biển mênh mông cũng đang đầy tình mẹ. Ôi trời lồng lồng không phù kín con trai. Tần tảo sớm hơn mẹ nuôi con khôn lớn. Đem cả tấm ơn gửi sẽ che chở đời con. Đến với những nội dung của chương trình ngày hôm nay, ban tổ chức xin được mời hai cụ và đặc biệt các con của cụ sẽ đưa hai cụ trở vào với ban thờ gia tiên chúng ta để báo thọ tuổi 80 của hai cụ trước khi quay trở lại sân khấu chính ngày hôm nay để chương trình của chúng ta sẽ được bắt đầu. Chúng ta đang cùng có mặt tại tư gia của gia đình chúng tôi trong buổi sáng ngày hôm nay để cùng tham dự lễ mừng song thọ của ông Trần Văn Tư và cô bà Vũ Thị Tèo ở tuổi 80. Và lời đầu tiên thì một lần nữa cho phép ban tổ chức xin được trân trọng gửi tới tất cả các quý vị lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng, kính chúc quý vị chúng ta một năm mới an khang thịnh vượng. Kính thưa toàn thể các quý vị khách quý kính mến, cuộc đời mỗi người chúng ta đều luôn luôn mong muốn và hướng đến năm chữ vàng phúc lộc thọ khang ninh. Chữ thọ ở giữa thể hiện sự kết nối, tức là có thọ mới có phúc, có thọ mới có lộc, có thọ mới có khang và có thọ mới có ninh. Ngày hôm nay, thưa quý vị thân mến, theo phong tục tập quán của quê hương Việt Nam thân yêu của chúng ta, người xưa vẫn thường có câu rằng thất thập cổ lai hy, tức là người thọ 70 tuổi xưa nay hiếm. Ngày hôm nay thì quý vị chúng ta đang cùng có mặt rất đông đủ tại gia đình của chúng tôi để cùng nhau chúc thọ ở tuổi 80, tuổi thượng thọ cho hai cụ Trần Văn Tư và Vũ Thị Tèo. Một lần nữa cho phép chúng tôi được trân trọng giới thiệu đến toàn thể các quý vị hiện diện ở trên sân khấu, đó là hai nhân vật ngày hôm nay đang được đón nhận những lời chúc thọ tốt đẹp đến từ tất cả quý vị. Chúng tôi muốn quý vị giờ phút này sẽ dành cho hai cụ một tràng vỗ tay thật lớn trong buổi sáng ngày hôm nay, được không ạ? Thân mến, và
cụ Trần Văn Tư và cụ Vũ Thị Tèo cùng chung sống 80 năm tuổi xuân, và hai cụ đã hạ sinh được 5 người con. Cùng hiện diện trên sân khấu ngay lúc này đó là các con, các dâu của cụ đang cùng hiện diện trên sân khấu ngày hôm nay để thể hiện lòng mến kính của mình tới cha mẹ, những người sinh thành. Và thưa quý vị thân mến, ngày hôm nay cùng trở về với chúng tôi tất cả các quý vị những tình cảm tuyệt vời để chúc thọ cho hai cụ ở tuổi 80. Một lần nữa chúng tôi cảm ơn đến quý vị rất nhiều. Kính thưa quý vị thân mến, và ngay bây giờ đây để thể hiện lòng mến kính, chúng tôi xin phép được trân trọng kính mời đại diện cho các người con, chúng ta sẽ mở chai rượu để cùng dâng lên những ly rượu hiếu kính tới cha mẹ, chúc thọ cho cha mẹ trong buổi sáng ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời ạ. Kính thưa quý vị thân mến, và bằng tất cả lòng mến kính của mình, với công ơn sinh thành vô cùng tuyệt vời và to lớn, ngày hôm nay các con đang thành kính dâng lên những ly rượu hiếu kính để báo đáp công ơn sinh thành của cha của mẹ, công ơn dưỡng dục của cha của mẹ như trời biển. Ngày hôm nay có được sự khôn lớn trưởng thành, đó là nhờ công ơn sinh thành và dưỡng dục của cha và của mẹ. Giờ phút này thì chúng tôi xin được mời đại diện là con trai trưởng của cụ sẽ dâng ly rượu hiếu kính của mình để thể hiện sự tôn kính và lòng biết ơn đến công ơn sinh thành dưỡng dục của cha của mẹ ngày hôm nay. Xin được mời về con trai trưởng của cụ sẽ dâng ly rượu hiếu kính đến người cha thân yêu của mình. Ly rượu hiếu kính báo ơn công nghĩa sinh thành ngày hôm nay đang được người con trai trưởng của cụ đại diện cho các con dâng lên người cha của mình. Với tất cả lòng hiếu thảo, sự hiếu kính dành tặng đến cha, đến mẹ, xin được cảm ơn cha mẹ đã ban cho con cuộc sống này, cuộc đời này với những thành công tươi đẹp. Vâng ạ, xin quý vị dành tặng một tràng vỗ tay thật lớn cho lòng hiếu thảo của các con của cụ ngày hôm nay ạ. Người dâu trưởng của cụ sẽ dâng trà để chúc thọ cho hai cụ ở tuổi 80 trong buổi sáng ngày hôm nay. Từ con dâu dâng trước đi. Ly trà với tất cả lòng biết ơn thành kính dành đến người mẹ thân yêu của mình. Cảm ơn cha, cảm ơn mẹ đã mang cho con cuộc đời tươi đẹp ngày hôm nay, để chúng con nhận thấy cuộc đời này đó là công ơn sinh thành của cha và của mẹ. Chúng tôi cũng coi như đây là một dịp để các con của cụ được sum vầy, được đoàn tụ cùng với gia đình. Và đặc biệt ngày hôm nay với tuổi 80 cũng là ngày mà hai cụ chúng ta đã được nhìn thấy sự khôn lớn trưởng thành và thành đạt của các con của mình. Trong giây phút tuyệt vời này, gia đình đang cùng được đoàn tụ ngày hôm nay, thì xin được mời hai cụ ạ sẽ cùng đứng dậy và chúng ta cùng cắt lên những chiếc bánh ngày hôm nay để chúc mừng cho tuổi thọ 80 của hai cụ. Xin được 5 người con như chia sẻ với tất cả quý vị. Và ngày hôm nay thì quý vị chúng ta cũng đã được thấy rằng các người con của cụ đã đều khôn lớn, đều trưởng thành và thành đạt. Đó là niềm mong ước, niềm vui lớn nhất mà hai cụ đón nhận được với 80 tuổi xuân của mình, và đặc biệt với 60 năm gắn bó cùng nhau. Xin được mời hai cụ sẽ cùng chung tay nhau để chúng ta cắt bánh để cho giây phút này thêm hạnh phúc hơn và trọn vẹn hơn ạ. Xin mời cụ bà sẽ đặt tay lên dao cùng với cụ ông và người con trai trưởng của mình. Xin quý vị một tràng vỗ tay thật lớn nữa để chúc mừng cho hạnh phúc, đại hạnh phúc của gia đình chúng tôi, thưa quý vị. Xin được cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúng tôi đang đón nhận được thật nhiều niềm vui, niềm hạnh phúc ngày hôm nay. Không chỉ là niềm vui của các con, các cháu của cụ khi được chứng kiến cụ ở tuổi thọ 80, mà còn được thấy được sự đoàn viên của tất cả gia đình chúng tôi cùng với sự hiện diện của tất cả quý vị khách quý ngày hôm nay. Họ cho hai cụ ở tuổi 80 ngày hôm nay. Xin được thay lời cho hai cụ và đặc biệt thay lời cho gia đình trân trọng cảm ơn rất nhiều gia đình chúng ta đã vượt chặng đường vô cùng tuyệt vời để cùng trở về đây chúc thọ cho hai cụ ở tuổi 80. Gia đình đoàn viên và niềm hạnh phúc vào ngày hôm nay được đón tiếp sự hiện diện của các quý vị khách quý. Đó là niềm vui, niềm vinh dự đến gia đình cũng như hai cụ ngày hôm nay. Ở đây, ban tổ chức cũng xin được trân trọng giới thiệu và kính mời quý đại sân khấu món quà chúc thọ với những lời chúc thọ của Trần Tộc đến từ Nam Định, Thái Bình sẽ cùng trở lên với chúng tôi với hai cụ trong lễ mừng thượng thọ tuổi 80 của hai cụ ngày hôm nay. Thưa quý vị thân mến, vào ngày hôm nay bằng tất cả lòng hiếu kính, sự hiếu thảo của mình,
các con các cháu của cụ long trọng tổ chức lễ mừng song thọ cho hai cụ Trần Văn Tư và cụ Vũ Thị Tèo ở tuổi 80 trong niềm hân hoan của những ngày đầu xuân năm mới và trong sự chúc phúc của tất cả các quý vị, những lời chúc thọ tốt đẹp quý vị dành tặng đến hai cụ ngày hôm nay. Một lần nữa chúng ta hãy cùng nhau dành tặng thật nhiều cho hai cụ những lời chúc thọ. Kính thưa toàn thể các quý vị khách quý kính mến, theo phong tục tập quán của người dân Việt Nam chúng ta, những người được truyền thọ luôn luôn nhận được sự tôn kính của tất cả các con các cháu, đặc biệt là những người xung quanh, và được nhà nước ghi nhận cũng như được nội tộc gia đình ghi nhận. Xin phép được trân trọng kính mời lên sân khấu món quà chúc thọ của đại diện lãnh đạo thôn 6 sẽ cùng trở về với chúng tôi để chúc thọ cho hai cụ ạ. Xin được trân trọng kính mời. Các cháu cổ nhận được những sự thành đạt của cô lớn vương trở ngày hôm nay, đó cũng là nhờ một phần phúc ấm tổ tiên, được nhờ một phần bởi sự an xử ôn hòa của hai cụ. Hai cụ ngày hôm nay cũng đón nhận được món quà chúc thọ đến từ chùa An Lạc cùng các phật tử. Xin được trân trọng kính mời món quà chúc thọ của các phật tử chùa An Lạc sẽ cùng trở lên sân khấu để chúc thọ cho hai cụ trong buổi sáng ngày hôm nay. Trong không khí của những ngày đầu xuân vô cùng vui tươi, cùng trở về để chúc thọ cho hai cụ ngày hôm nay, rất nhiều những tình cảm tuyệt vời của hội cựu giáo chức sắc kiệt bái đang cùng đến sân khấu để dành tặng đến hai cụ trong không khí tuyệt vời ngày hôm nay. Thân mến và liên tục những lời chúc thọ, những món quà đến từ tất cả các quý vị cùng trở về với hai cụ, với gia đình trong buổi sáng ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời lên sân khấu với món quà chúc thọ các con các cháu gia đình cụ Hới cùng trở về sân khấu, và xin được mời các con các cháu gia đình cụ Huấn sẽ cùng chuẩn bị với món quà chúc thọ của mình dành tặng đến hai cụ trong buổi sáng ngày hôm nay ạ. Như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn trẻ.
mình sẽ cùng trở lên với hai phần sân khấu ngày hôm nay. Người ơi đừng quên công cha như tìm mọi người ngày Tết đến phố xá đông vui, người đi
hai cụ luôn luôn mạnh khỏe, trường thọ cùng cháu con. Đó là những món quà vô cùng tuyệt vời với tình cảm của tất cả quý vị ngày hôm nay. Và ngay sau đây, thưa quý vị thân mến, được đón nhận những tình cảm tuyệt vời đó thì ngày hôm nay cụ cũng rất muốn được gửi tới tất cả quý vị những chia sẻ của mình, đặc biệt trong không khí đoàn tụ của gia đình, cùng với sự chúc phúc, những lời chúc thọ của tất cả quý vị dành tặng đến gia đình cũng như dành tặng đến hai cụ ngày hôm nay. Ngay sau đây thì xin phép được trân trọng kính mời những lời chia sẻ của cụ Trần Văn Tư với tất cả các quý vị chúng ta đang cùng trở về đây với cụ, với hai cụ cùng với gia đình ngày hôm nay ạ. Xin được trân trọng kính mời ạ của cụ. Và đặc biệt sự hiện diện của tất cả các quý vị ngày hôm nay đang là những món quà vô cùng tuyệt vời mà hai cụ cùng với các con các cháu của cụ được đón nhận. Kính thưa tất cả công nhân bạn và toàn thể ban khách, hôm nay vợ chồng chúng tôi rất là vui mừng, thực sự rất nói rất nghẹn ngào, không còn có thể nói được gì hơn nữa. Các cháu, con cháu trong gia đình tổ chức mừng cho chúng tôi hai vợ chồng nhập quả 80, và chúng tôi rất mong và rất muốn các cụ, các ông, các bà người nay mai cũng thượng thọ 80, 90, đại thọ 100. Xin dân, xin cảm ơn. Một cái niềm vui sướng không phải của chúng tôi, riêng cá nhân chúng tôi và của tất cả các con cháu, bạn bè đều xa. Một lần nữa, chúc mừng. Không biết lời nào cho hết, chỉ xin thay mặt cho gia đình kính chúc các vị quan khách, các cụ, các ông, các bà, các bạn của các cháu năm mới an khang thịnh vượng, công tác tiến tới mọi việc như ý gì hết. Hôm nay trong những ngày vui thì chúng tôi cũng có một gia đình các cháu có thương một cái chén rượu mừng xuân. Vậy xin thay mặt cho chúng tôi và thay mặt gia đình một lần nữa, xin mời nhân cấp chúc tất cả sức khỏe của chúng ta đây an khang thịnh vượng, luôn luôn vui vẻ. Vâng, ta xin được cảm ơn cụ rất nhiều với những lời chia sẻ cùng ngày hôm nay. Thì quý vị chúng ta thấy được rằng cụ đang còn rất tuyệt vời ngày hôm nay, cùng với những lời cảm ơn dành đến tất cả các quý vị với những ly rượu tuyệt vời, đón nhận được những lời chúc thọ của tất cả quý vị ngày hôm nay. Điều tình yêu dùng nhiều quà Tết, thiệp mừng đẹp xinh, chỉ mong thời khắc gia đình. Từng mùa xuân, dòng thời gian, đếm những ngày sum vầy. Bao điều riêng tư, cuộc sống mỗi người đôi lần vội vã. Gia đình yêu thương sẽ có bao lần được gần bên nhau. Mỗi mùa xuân sang mừng tuổi mẹ cha. Xuân xuân về bao nhớ thương, mai đào khoe sắc hương trong vòng tay gia đình. Chào mùa xuân sang bao lời nói tiếng cười, quây quần bên bếp hồng ngập tràn hạnh phúc. Mãi mãi ấm áp bên mẹ cha, nhớ những ngày xưa trẻ con cùng cười đùa khoe bao lì xì rộn ràng trong áo mới. Xuân xuân về muôn tiếng ca, giai điệu sao thiết tha bên tình yêu gia đình. Chào mùa xuân sang trong niềm vui đất trời, trong tình thân mỗi người
nụ cười rạng rỡ. Nếu có mơ ước thần tiên, mãi mãi được bên mẹ cha mừng xuân. Vì qua nào bằng gia đình sum họp, Tết nào vui bằng Tết đoàn viên. Vì qua nào bằng gia đình sum họp, Tết nào vui bằng Tết đoàn viên. Quý vị, chúng ta cùng dành tặng những tình cảm của mình trở về đây để chúc mừng cho buổi lễ thượng thọ của cụ Trần Văn Tư và cụ Vũ Thị Thèo ở tuổi 80. Kính thưa quý vị thân mến, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Ngày hôm nay có được sự trưởng thành, có được sự khôn lớn, các con luôn luôn ghi nhớ công ơn sinh thành và dưỡng dục của cha và của mẹ.
quý vị chúng ta đã vừa thưởng thức rất nhiều những ca khúc viết về người mẹ thân yêu, người mẹ đáng kính. Ngay sau đây cũng cho phép trong không khí này, cho phép càng được gửi tặng đến tất cả quý vị và đặc biệt xin được gửi tặng đến cụ Trần Văn Tư ngày hôm nay ở tuổi thọ 80 ca khúc được mang tên Tình Cha. Xin được mời quý vị sẽ cùng đón nghe ca khúc này. Cha ấm áp như vầng thái dương, ngọt ngào như dòng nước trôi đầu nguồn. Suốt đời vì con gian nan, ân tình đậm sâu bao nhiêu, cha hỡi cha hiền dấu yêu. Con nhớ mãi những ngày tháng qua, kỷ niệm năm nào có phai trong lòng. Nhớ hỏi tuổi thơ bên cha, gian khổ ngày đêm chăm lo, mong muốn con được lớn. Rồi cha khẽ nói, này con yêu ơi, con hãy nhớ, hãy nhớ lời cha sống cho nên người. Và con ơi chớ bao giờ dối dơ, nghèo thì cho sạch, rãnh sao cho người. Của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim, cha ơi cha hiền dấu yêu. Chúng con luôn nhớ mái tóc ngày xưa, dáng cha bao gầy cõng con đến trường. Ngày hôm nay trong phút giây tuyệt vời xin được kính chúc cho tất cả những người cha và đặc biệt xin được kính chúc cho cụ Trần Văn Tư sẽ luôn luôn trường thọ để cùng nhận được những lời chúc thọ, những điều may mắn và những sự tôn kính đến từ các con, các cháu. Và xin được một lần nữa trân trọng cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều đã dành tặng rất nhiều những lời chúc thọ đến cùng ngày hôm nay. Và con nhớ mãi những ngày tháng qua, kỷ niệm năm nào khó phai trong lòng. Nhớ hỏi tuổi thơ bên cha, gian khổ ngày đêm chăm lo, mong muốn con được lớn khôn. Còn nhớ ngày ấy, những đêm trường xa, cạnh dài nhìn nhau
năm xưa, con nguyện ghi sâu trong tim cha ơi cha hiền dấu yêu. Những lời của cha năm xưa, con nguyện ghi sâu trong tim cha ơi cha hiền dấu. Xin được cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều và kính thưa quý vị thân mến, với ca khúc vừa rồi cũng thay cho tất cả những lời mà ngày hôm nay các con các cháu muốn dành đến hai cụ, người cha, người mẹ, người ông, người bà, với tất cả tình yêu thiêng liêng nhất ngày hôm nay dành tặng cho các con. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn tất cả quý vị đã cùng hiện diện với gia đình trong buổi sáng ngày hôm nay, và kính chúc quý vị chúng ta cùng với gia đình ngày hôm nay sẽ có một bữa tiệc thật ngon miệng. Xin được một lần nữa trân trọng cảm ơn toàn thể các quý vị và kính mời quý vị chúng ta hãy cùng tiếp tục với bữa tiệc ngày hôm nay trong quý vui tươi của gia đình và chương trình văn nghệ để mừng thọ cho hai cụ cũng như để chúc mừng cho tất cả quý vị một ngày đầu xuân năm mới thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Xin phép được khép lại tại đây, kính chúc quý vị một lần nữa thật nhiều sức khỏe, thật nhiều thành công trong năm mới này, và kính chúc quý vị trong bữa tiệc ngày hôm nay thật ngon miệng. Xin được trân trọng cảm ơn và một lần nữa cảm ơn toàn thể quý vị. Mừng thọ mẹ cha, sống vui an lành, cháu con sum vầy hạnh thiện tu thân. Con chúc mừng mẹ cha, phước như đông hải, thọ thị nam sơn, gia đình đoàn viên. Mừng thọ mẹ cha, sống vui an lành, cháu con sum vầy hạnh thiện tu thân. Chúc mừng mẹ cha, phước như đông hải, thọ tỷ nam sơn, gia đình đoàn viên. Thọ mẹ cha, sống vui an lành, cháu con sum vầy hạnh thiện tu thân. Con chúc mừng mẹ cha, phước như đông hải, thọ thị nam sơn, gia đình đoàn viên. Mừng thọ mẹ cha, sống vui an lành, cháu con sum vầy hạnh thiện tu thân. Chúc mừng mẹ cha, phước như đông hải, họ tỷ nam sơn, gia đình đoàn viên. Con chúc mừng mẹ cha, phước như đông hải, họ tỷ nam sơn, gia đình đoàn viên. Con chúc mừng mẹ cha, phước như đông hải, họ tỷ nam sơn, gia đình.